Hi everyone, I'm Vân from Vietnamese Teaching for Foreigners. Today, I would like to introduce some useful phrases in Vietnamese. Number one, xin chào, xin chào. Number two, cảm ơn, cảm ơn. Number three, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Number four, lâu lắm không gặp. Lâu quá không gặp. Number five, xin lỗi. Xin lỗi. Number six, chúc may mắn. Chúc may mắn. Number seven, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Number eight, không sao đâu. Không sao đâu. Number nine, không có gì, không có gì. Number 10, ôi trời ơi, ôi trời ơi. If you have any questions, please leave your comment under this post. Thank you for listening and see you on Thursday.